Trong video này thì tôi sẽ trình bày các anh chị và bạn nhanh một số những cái nội dung mà trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để các anh chị và các bạn trở thành một CMO, CMO Chief Marketing Officer, Professional, đúng không? Pro, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Cái khái niệm chuyên nghiệp của tôi ở đây là chúng ta đi làm ở một công ty và chúng ta có chỗ đứng và chúng ta được tôn trọng về mặt chuyên môn, về mặt hiệu quả. Và chúng ta cũng được đánh giá cao về các ý kiến của mình. Chúng ta đem được cái hiệu suất marketing tốt cho doanh nghiệp, bán hàng và đem được cái sự hài lòng cho doanh nghiệp. Và đặc biệt đối với chúng ta thì chúng ta phải có thu nhập tốt. Quan điểm của tôi là nếu làm thuê thì phải làm thuê chuyên nghiệp và có lương cao. Và nếu tự tự làm cho mình thì phải có doanh số và có thu nhập cũng như là lợi nhuận ổn định ở một cái mức nào đó mà mình đặt mục tiêu ra, có thể là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu hoặc là nhiều tỷ đồng, đấy là phụ thuộc vào quy mô và tài năng của các anh chị. Chứ còn chúng ta không nên cứ lập lờ đúng không ạ, và cảm thấy rằng là nó không có tương lai. Khái niệm chuyên nghiệp của tôi là như vậy, được chưa? Và để trở thành một người chuyên nghiệp thì chúng ta cũng cần có những cái kỹ năng theo mô hình ASK đấy đúng không ạ, attitude là thái độ đúng không ạ, và S là skill tức là kỹ năng, và K tức là knowledge tức là phần kiến thức. Thế thì mình phải có thái độ tích cực, mình phải có thái độ học hỏi, ham học hỏi và sẵn sàng lắng nghe chia sẻ đúng không. Nhưng các kỹ năng bây giờ thì nó đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng tổng hợp, từ các cái kỹ năng ví dụ như là chúng ta thấy rằng là lập kế hoạch kinh doanh đúng không ạ, lập kế hoạch chiến lược về marketing, thực thi công việc và quản lý công việc của marketing và đội nhóm, kỹ năng đào tạo và thuyết trình, bởi vì mình là sếp mà mình phải đào tạo cho nhân viên của mình, đào tạo cho đối tác của mình, đào tạo cho khách hàng của mình, rồi mình đứng thuyết trình trong các cái sự kiện lớn của doanh nghiệp và của ngành nghề, trong ngành marketing chẳng hạn đúng không ạ. Rồi chúng ta cũng tư vấn các cái kỹ năng bán hàng. Chúng ta nghĩ rằng là marketing không liên quan đến bán hàng thì hoàn toàn sai lầm. Marketing là tổng thể của tất cả mọi thứ để làm sao mà chúng ta bán được hàng và nhiều hàng nhất có thể, đúng không ạ? Và có được cái lợi nhuận tốt. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phòng ban, đội nhóm, và chúng ta phải truyền cảm hứng được cho nhân sự của mình, cho các phòng ban khác và nhận được sự tôn trọng. Nào, muốn nhận được sự tôn trọng thì chúng ta phải xây dựng uy tín và thương hiệu cá nhân về mặt chuyên môn. Đấy, là chuyên môn của chúng ta rất là tốt, là uy tín ở đây là chúng ta nói là đi đôi với làm, hẹn là phải đúng giờ. Đấy, rồi thì làm là phải làm được, làm có kết quả. Đấy, thì người ta sẽ nhìn thấy thôi, người ta sẽ tôn trọng mình thôi, chứ còn mình cứ ở, ôi tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia nhưng không thấy gì, không thấy đâu đúng không. Đấy, ta bảo là làm cái này thì cả cả tuần cả tháng cũng không thấy, xong cứ gãi đầu gãi tai, em không biết làm mới lại khó quá anh ơi đúng không. À, kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng ra quyết định, à, các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm mà mình đã từng trải qua. À, thì tôi tự hào là tôi có thể có những trải nghiệm ở trong giảng dạy này, tôi có trải nghiệm trong tư vấn này, tôi có trải nghiệm trong việc là triển khai này, với tư cách là agency này, tôi cũng đã làm doanh nghiệp của tôi này, tôi cũng được đi nước ngoài, đi đây đi đó này, ví dụ thế đúng không? Cũng được trò chuyện với hàng nghìn chủ doanh nghiệp mỗi năm, bởi vì là tôi tham gia đào tạo các chương trình CEO. CCO và CMO đó. Thế câu chuyện là như vậy đúng không ạ? Tất cả những cái thứ đấy là những cái trải nghiệm trong cuộc sống của bạn, thì rồi những cái cuốn sách bạn đã đọc, những người bạn đã gặp, những câu chuyện bạn đã nghe đều có thể làm chất liệu marketing cho bạn. Đấy. Ok, rồi kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo, truyền cảm hứng thì tôi đã nói rồi. Các kỹ năng liên quan đến các phần mềm như là Word, Excel, PowerPoint đúng không ạ? Hay là những cái phần mềm cao cấp hơn như là Power BI, Google Studio, phần mềm Cloud Marketing, Facebook, thì có rất nhiều các phần mềm cho Facebook, Google có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ cho Google, thí dụ như là Google Analytics, Google Sales, rồi thì Webmaster, rồi Speed, vân vân, rồi thì các phần mềm hoặc là những ứng dụng dành cho WordPress, cho website, dành cho Zalo, dành cho TikTok. Thì bây giờ chúng ta phải thạo lắm, cái gì chúng ta phải thạo. Phần mềm làm hình ảnh, làm video, ít nhất là chúng ta bây giờ chúng ta những lúc mà nói nhân viên nó không hiểu thì chúng ta phải
phải phải làm biểu diễn cho người ta xem, đúng không? Đấy, các ngành nghề chuyên môn thì chúng ta đã được xem trong cái video số 2 rồi. Cái video này tôi không nói lại nữa, đúng không ạ? Xử lý tình huống. Đấy, xử lý tình huống thì chúng ta phải dựa trên các nguyên tắc về marketing. Chúng ta là sếp mà, nguyên tắc là gì? À, khách hàng là luôn đúng, nếu khách hàng sai thì xem lại, đúng không ạ? Là điều thứ nhất là khách hàng luôn đúng. Đấy, và lợi ích của khách hàng, trải nghiệm của khách hàng là luôn luôn phải được ưu tiên hàng đầu. À, sau đó mới đến doanh nghiệp, sau đó mới đến nhân viên và sau đó cuối cùng mới đến mình. Đấy, các cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ nếu mà chúng ta làm cho công ty nước ngoài hoặc đối tác ở nước ngoài, hoặc là chúng ta có thể bán các cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta ra thị trường toàn cầu. Đó. À, thí dụ như là thầy Phan Anh có thể bán các khóa của thầy Phan Anh sang Nhật, sang Mỹ, sang châu Âu, có thể là sử dụng tiếng Anh hoặc là cũng có thể sử dụng là tiếng Việt nhưng mà bán cho người Việt đang định cư ở đó, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tính năng, cái tư duy phản biện và khả năng sáng tạo, khả năng hấp thụ những cái mới rất là quan trọng nhá, rất là quan trọng. Tôi có những bạn nhân viên là bạn ấy không có khả năng hấp thụ những cái mới, nói mãi, nó giống như là mình nước đổ lá khoai ấy, nước đổ lá sen ấy, nó cứ trôi tuột hết. Thế mình phải hấp thụ vào, hấp thụ và sau đó mình có chất liệu để mình tuôn ra, đúng không? Ví dụ như mọi người bảo tôi là tại sao thầy viết tốt như vậy, đúng không? Viết thì viết là quá trình xả, thế thì mình phải có quá trình nạp, mình phải đọc rất nhiều, xem, nhìn rất nhiều. Đấy. Thế thì sáng tạo marketing cũng như vậy, mình phải có quá trình nạp, thì đến quá trình sáng tạo là quá trình mình xả nó ra nhá, và mình am hiểu về công cụ, mình am hiểu về khách hàng, mình am hiểu về sản phẩm, mình am hiểu về thị trường thì chắc chắn là mình sẽ ok. Đấy, rồi mình đưa những cái mới vào, đúng không ạ? Đưa những cái mới vào. Đấy. Thế rồi thì cái lộ trình để lên được cái vị trí giám đốc, đấy, thì chúng ta như tôi đã nói, từ nhân viên rồi đến chuyên viên, rồi đến phó phòng, trưởng phòng, giám đốc. Đấy, thường thì nếu mà nhanh thì các bạn có thể làm trong khoảng 3 năm đấy, là các bạn có thể lên được cái vị trí này. Đấy, còn bài bản chuyên nghiệp hơn thì có thể mất tầm 5 năm từ cái vị trí thấp nhất mà bạn đã làm. Đấy. Thế còn nếu mà bạn mở công ty riêng của bạn thì bạn có thể làm sếp luôn, hoặc là công ty của gia đình bạn thì bạn có thể làm sếp luôn, đúng không? Và bạn nên có các cái kỹ năng, các khóa học mà bạn nên học bổ sung để phục vụ cho công việc của mình. À, ví dụ như là khóa học về lập kế hoạch kinh doanh marketing là rất cần thiết cho bạn. À, xây dựng đội nhóm, các cái khóa học về marketing, ví dụ marketing 4P cơ bản này, kênh phân phối này, chuỗi này, thương hiệu này, chạy ad các nền tảng như Facebook, Google, Zalo, TikTok này, là kỹ năng làm content này. Content thì bao gồm viết này, hình ảnh này, video này. Đấy. Rồi thì đến các cái kỹ năng về lãnh đạo, đúng không? Ví dụ như là tư duy lãnh đạo này, rồi thì chiến lược này, tư duy phản biện này, chiến lược marketing, chiến lược quản trị kinh doanh, rồi thì kỹ năng ra quyết định, vân vân, đúng không? Và các cái khóa học quản lý nhân viên, ví dụ như là về quản lý làm sao để nó hiệu quả, rồi thì nhân sự chúng ta cũng cần phải học một chút, đúng không? Một chút thôi, nó không phải là chuyên môn của chúng ta, chúng ta học một chút thôi. Đấy. Ok, đấy, sau đó thì chúng ta cần phải có lộ trình, và đạt cái lộ trình như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải xem là cái điểm xuất phát của chúng ta, học vấn của chúng ta, các kỹ năng mình cần bổ sung, rồi thì cái khẳng định của mình trong vị thế trong doanh nghiệp đó, và chúng ta cần phải kiên trì, kiên định. Chứ còn nếu mà nay đứng núi này, mai trông núi nọ, cỏ bên kia đồi xanh hơn, thì thực sự là có thể đến 10 năm sau bạn vẫn vị trí nhân sự, nhân viên, chuyên viên bình thường, bạn không thể lên được vị trí cấp cao hơn, đúng không ạ? Và thì đấy là cái video số 3 tôi nói với các bạn về cái nội dung là làm thế nào để trở thành một CMO chuyên nghiệp, chuyên sâu và có kinh nghiệm, có cái sự tôn trọng của doanh nghiệp, của cộng đồng, của trong giới, rồi thì của khách hàng, đối tác, vân vân. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.